Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy quét không dây của hãng Honeywell. Có model đó là 1202G. Thì máy quét Honeywell 1202G được ứng dụng rất nhiều trong việc thanh toán di động, tại vì nó là dòng không dây, hoặc là trong ứng dụng trong kiểm kho, việc giao dịch hàng mà rất tiện lợi, tại vì là không dây, máy sử dụng công nghệ quét Bluetooth nên mình có thể là di chuyển so với cái chân đế, cách chân đế là tầm 10 đến 15 mét. Thì anh sẽ mở ra đọc hộp cho người xem chi tiết bên trong, cũng như là giới thiệu sơ về cấu hình của máy để giúp người mình và mọi thứ cho mọi người được rõ hơn, và như cũng như là quét thử. Mọi người cùng theo em nhé. Thì đây em sẽ mở hộp cho mọi người xem về các phụ kiện bên trong. Thì đầu tiên mọi người có thể thấy đây là dây kết nối USB. Dây kết nối này dài 2 mét. Đây là chân đế của máy, vừa có chức năng là để truyền dữ liệu, vừa thứ hai đó là vừa sạc pin cho máy. Đây là thân máy. Các bạn xem như thân máy là có tay cầm rất là chắc tay, vừa cầm. Thì đây mình sẽ đặt lên như thế này, vừa để sạc pin. Thì máy có nhiều kiểu giao tiếp chính, một đó là kiểu giao tiếp bằng USB, đây là kiểu giao tiếp mặc định, cổng giao tiếp mặc định. Thứ hai là RS232, thứ ba đó là RS485, thứ ba đó là có thể là kiểu giao tiếp bằng keyboard. Thì máy có dung lượng pin đó là 1.8 mAh, thời gian quét của nó có thể quét được tới 12 giờ, tương đương với 45.000 mạng thôi. Đây các bạn có thể xem. Máy có độ chuẩn siêu chuẩn công nghiệp đó là IP42. Hoạt động được tốt trong môi trường nhiệt độ là từ 5 đến 40 độ C, hoặc là trong môi trường độ ẩm từ 0 đến 95%. Đây là máy quét 1D cho mọi người. Máy quét 1D có thể quét được tất cả các loại code 1D cũng như là code RS1. Bây giờ em sẽ tiến hành quét thử cho mọi người xem về khả năng quét cũng như là cái độ nhạy của máy. Em sẽ tiến hành quét thử cho mọi người xem về khả năng đọc cũng như là cái độ nhạy của máy 1202G này. Thì em đã chuẩn bị một số sản phẩm trên này để mô phỏng lại cái quá trình quét của mọi người hoặc trên nhiều chất liệu khác nhau thôi. Thì đây là code RS13. Em sẽ quét cho mọi người xem. Đó, nó quét, nó đọc rất là tốt nha mọi người. Đây nó có cái tia đỏ đây, mọi người nhìn này. Mình chỉ cần đưa vào đúng cái mã vạch thì nó sẽ đọc được. Hoặc đây là có mã vạch trên cái cùng, rất là nhỏ nhá, rất nhỏ, thường là nó khó đọc, thì nó máy vẫn đọc là rất là tốt. Đó, mọi người có thể xem khả năng đọc của máy, hoặc là mã vạch ở trên cây bút này, nó cũng nhỏ này, thì em sẽ đọc cho mọi người xem thì vẫn có thể đọc ok này. Đó, hoặc đây em chuẩn bị một số bảng mã vạch, mà trên mã vạch này em đã cố tình phá nó hư đi, thì mọi người xem khả năng đọc của nó vẫn đọc được rất là tốt nhá. Đây đọc được ạ. Đây là máy quét 1D nên chỉ đọc được những cái mã code 1D, còn code 2D này nó sẽ không đọc được. Đó, mọi người thấy là máy đọc rất là nhạy các loại barcode. Vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người một số tính năng cũng như là cấu hình của máy 1202G, cũng như là quét thử cho mọi người xem về tích đi trên nhiều loại barcode mã vạch khác nhau, trên nhiều loại sản phẩm khác nhau. Thì nếu mọi người có thắc mắc hoặc là cần biết thêm chi tiết, có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Vật qua số hotline 1900 3438, hoặc là truy cập theo đường link bên dưới để biết thêm. Xin cảm ơn mọi người.